Zamba, Free Fire game trẻ con. Mấy cái thằng streamer game này toàn vô danh tiểu tốt. Đám sự nghĩ oai nhở, dám khi khi ai nhở. Cộng đấu Free Fire, soi gương đi liar. Thấy từ chi phai mở, bởi nước đi sai cờ. Đồng đến bao streamer, thành tích ghi hai tờ. Từ nhiều thì vãi nhở, dám khi Free Fire. Chuyện chạy mình huy 2 giờ, chỉ còn tận đây tay gỡ. Mày giao huy 2 cơ, tao từ quỳ higher. Streamer đại chiến. Chúng mày vẫn cười, nhào lùi vì tao sự trà đạp là động lực để tao vượt qua hết. Có chuyện thế này chúng mày không rợ người sao dốc cơ. Thật ra chỉ kể câu chuyện của AS. Suốt sau năm tao nỗ lực, chúng mày gato bộc lộ tính thú lên. Vị trí số 1 tao vẫn ngồi vững thì như thằng Bưng Bô hay là lại tính bú phem. Trận đấu tiếp theo sẽ gặp một đối thủ lớn, phải nói thực sự là rất nặng ký. Nếu là người khác thì sẽ nói như thế, chứ với tao thì gặp cao bạc như quà tặng. Ý là một người cũ của AFK, gặp thành viên cũ lại càng hay. Dù 72 phép thần thông biến hóa, tao cũng nắm trong lòng bàn tay. Nếu tao nói SS về trình độ Free Fire cũng ngon phần nào, tao sẽ bị chửi rằng bố cái thằng cao bạc TV liar. Phát ngôn tầm vào gặp trên sàn đấu thì đan ai nơi lo hàm hè như fighter. Và cũng không cần chào, nói chung tầm này nếu mà ngoài có ngân ra thì có bạc tao cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Hello, chào mừng các streamer đến với trải nghiệm thì con gái đi top 2 lý kiện hoàng cao bạc. Còn sợ tôi thì các ông đã là cái quái gì. Cảnh báo người đồng đội cũ hãy cẩn thận đi, vì điểm yếu của ông tôi nắm chắc. Các loài tàu thiên trên biển vào bờ nhanh đi, vì hãy đang gặp tôi sẽ trở thành hải đắp. Trái tim chỗ bếp của Ngân cũng có câu bạc và định gấu với toàn răng chim. Mà thôi tim to bé nặng nhẹ chẳng quan trọng, vì sở trường của hai đăng chính là cân tim. Giờ ngăn sim gần ngăn im từ ăn sim vào căng tin. Gặp đăng chim nịnh ăn tim mình ăn sim. Đăng im chẳng tin lời ngân viên, và khi vừa căng tim lại đang vừa hăng chim. Các mày cứ so sánh với kỹ năng, những kiến thức thì chắc chắn Rika kỳ tàu nhất. Streamer đại chiến thì phải so nhau về fan, tao rất tự tin cộng đồng fan tao chất. Chắc quá giải chiếc phải mày coi là châu cưng. Mày có cày nữa thì chúng nó cũng lâu ưng. Gặp EG tao thằng nào cũng hiện hình hết, như gao bạc hiện hình siêu thú chó cắn sâu lưng. Cắn thằng EG thì cắn tao thì hóc xương. Solo với tao thì kết cục là khóc thương. Phận 2K3 tao thách chủ mày đấm nóc xưởng. Trình độ nghèo nàn dám thách nhà giờ tao hốc tương. Chúng mày cứ thích giao các thêm bao thủ hạng, chẳng phụ cho tao thích mang lại những tiếng cười. Lúc chúng mày chửi nhau để lòng được xả giận, tao dốc kiến thức chia sẻ hết cho mọi người. Nhìn bọn trẻ trêu chửi nhau đã thấy đẳng cấp khác ra game củ tạ. Câu nói gừng càng già càng cay có lẽ là đang được dùng để miêu tả cụ. Mà cụ nói chuẩn quá đúng già của cộng đồng mình. Cụ nói chứ phải là do tôi rất đồng tình. Giao đấu trên mạng chứ ngoài đời phải đoàn kết, gặp nhau ngoài phố đỡ phải tốn công sức để gồng mình. Phải đoàn kết cộng đồng mình. Tránh ra cả lũ thách đấu tránh cho tao đi qua. Chúng mày chẳng thể cản cơn bão Adila. Phát của tao mùa đông còn không lạnh, tao không biết cống kể cả khi tao đã suy ra. Mày sẽ mơ khác một thứ sắp mỗi lần họ đi qua. Tiếp thêm mà luôn muốn hát để biết thách Suki ra. Tao gặp Adi tư mà tìm mày ai hi nách. Chấp hết chúng mày kể cả đồ Messi thì fake. Ồ thì ra anh khó chưa biết, tao đang cầm súng thì có bao nhiêu người tao tỉa. Nếu cho tài đất với tao thì có lẽ là chắc tao cười tao. Gino na thoát ẩn thoát hiện như một bút một ở trên đường. Anh trăm cân năm mà gặp em mất cẩn thận, em lại sức anh lên phường. Em có cái chi mà tự cho mình hơn sao? Trình độ của chị nhiều lúc thấy còn hơn cao. Chi vì khiến em quay như lạc ra không chào, khiến no now tên em chẳng có nghĩa là no now. Chào bọn thì thấp xin giới thiệu, ta là Cao. Lũ lợn chúng mày xong cho chó lấy ý cao gà sao. Chờ sắp tương lai chứ tìm cao là lao. Thành xanh không phải phải quách thì chỉ cần tao là tao. Đi qua cả lịch để thấy bên ta kêu nhờ. Nghe đồn của gói về tay AWM. Bắn như DJ cho chúng mày quay chút chiêu nhờ. Bay mái xác chắc là cảm giác rất chiêu nhờ. Người Mizi không sợ đất sợ thì ma Mizi. Thạch mặt tao nếu mày không muốn thành sashimi. Những đứa còn lại cảm thấy tao ngon đi vào ăn đi. Sẽ biết thế nào là vừa mạnh lại vừa funky. Ai sẽ là vua của Free Fire Streamer? Đón xem đại chiến streamer vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 2 với sự tham gia của các streamer đỉnh đám bậc nhất Free Fire. AS Mobile đối đầu với Gao Bạc. Đại chiến Rikaki Gaming, EG TV, BLG Game, Lão Gió và Cô Ngân TV, Hải Đăng Gamer, Kelly Gaming, Game Thủ Tạ, Đục độ nảy lửa của anh Phong, Nam Cân Năm, Mạnh Funky, Cao TV, cùng Akira Mobile, Mamizi Gaming, GT Gaming, Chinona. Bạn sẽ ủng hộ streamer nào? Xem và nhận gift code miễn phí vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 2. Streamer đại chiến chỉ có trên YouTube của Garena Free Fire.